và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới phía tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới nhất, hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin nóng hàng ngày. Bà Tân Vlog đăng ảnh lần đầu được đi máy bay, nói một câu gây bão mạng. Chia sẻ ảnh mới lên Instagram, bà Tân lập tức gây sốt với cách diễn đạt độc đáo. Sau một tháng qua, tên tuổi của người phụ nữ Bắc Giang cao 1m1, nặng 32kg, được cộng đồng mạng ở Việt Nam và cả thế giới biết đến qua kênh YouTube có tên là Bà Tân Vlog. Với những video nấu ăn dân dã theo phong cách siêu to khổng lồ, người phụ nữ nông thôn chất phác bỗng trở thành hiện tượng mạng xã hội. Cách đây không lâu, bà đã có tài khoản Instagram cá nhân và thường xuyên cập nhật những thông tin và hình ảnh đời thường mới nhất, phục vụ các fan đa số là giới trẻ. Mới đây, bà Tân chia sẻ bức ảnh cùng con trai selfie, cùng với tâm sự lần đầu tiên đi du lịch bằng máy bay đầy bất ngờ. Mệt nhưng bà vui, cảm xúc lần đầu tiên trong cuộc đời cũng thấy bình thường các cháu nhé. Đọc xong dòng chú thích ảnh này, đa số dân mạng đều phải bật cười và thắc mắc về cảm xúc vui bình thường mà bà Tân diễn đạt. Nhiều người đưa ra diễn giải, có lẽ đây là lần đầu tiên đi máy bay nên bà Tân lúng túng chưa diễn đạt, chỉnh chu câu văn. Đặc biệt, cách nói chuyện gần gũi dung dị chuẩn văn nói người nhà quê của bà Tân được các bạn trẻ hết lời khen ngợi và bày tỏ sự thích thú. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài đăng này đã hút 3.000 lượt thích và câu nói mới của bà Tân cũng trở thành trend mới của các bạn trẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, dân mạng cũng tỏ ra tò mò về chuyến đi này của bà Tân. Sau ảnh chia sẻ cùng với Trấn Thành cách đây vài ngày, mọi người đều phỏng đoán đây tiếp tục là một chuyến đi quay hình cho một chương trình mới của bà Tân Vlog. Kênh YouTube của bà Tân Vlog xuất hiện trên YouTube từ ngày 7 tháng 2 và chính thức đăng tải video đầu tiên vào ngày 4 tháng 5 năm 2019. Thu hút được lượng người xem lớn, sở dĩ bà Tân phải đợi đến thời điểm này mới chính thức được mở chế độ kiếm tiền trên YouTube vì phải chờ đợi phê duyệt đăng ký tham gia YouTube Partner Program. Đến ngày 24 tháng 5, kênh của bà Tân đã đạt hơn 1 triệu lượt theo dõi. Theo đó, kênh của bà Tân Vlog đã đạt được nút vàng YouTube chỉ sau khoảng thời gian khoảng 20 ngày. Cho đến thời điểm hiện tại, kênh bà Tân Vlog đã đạt được 2,1 triệu lượt người theo dõi, một con số cực kỳ ấn tượng. Mới đây, nhiều người dùng YouTube đã thấy kênh của bà Tân được dàn quảng cáo, đồng nghĩa với việc chính thức được bật chế độ kiếm tiền. Dựa trên những thống kê hiện tại, những YouTuber sành sỏi nhận định, một tháng bà Tân có thể kiếm được số tiền lên đến 15.000 đến 17.000 đô la Mỹ, khoảng 250 đến 390 triệu. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, còn con số chính xác mà bà Tân nhận được là bao nhiêu thì vẫn chưa được tiết lộ. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, chương trình truyền hình thực tế Người Phụ Nữ Hạnh Phúc của Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập kỷ lục cho bà Nguyễn Thị Tân, kênh YouTube Bà Tân Vlog, là người phụ nữ, nông dân nhận được nút vàng YouTube trong thời gian nhanh nhất Việt Nam. Không chỉ là hiện tượng mạng ở Việt Nam, kênh Bà Tân Vlog còn lọt top 3 kênh YouTube có số lượng người đăng ký theo dõi tăng nhanh nhất thế giới trong 24 giờ theo thống kê của Social Black, trang số liệu thống kê mạng xã hội uy tín hàng đầu thế giới. Tiết lộ danh tính, người chống lưng cho bà Tân Vlog trở nên nổi tiếng. Nguyễn Văn Hưng, Hưng Vlog là con trai cả của bà Tân. Chính những clip chôn mẹ cùng kinh nghiệm làm YouTube của anh đã tạo ra tiền đề rất lớn cho kênh bà Tân Vlog sau này. Trước những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, anh mong mọi người không dùng những lời lẽ khó nghe để nói về mẹ của anh. Từ một người nông dân chân quê, bà Tân bỗng vụt sáng trở thành top 3 hiện tượng YouTuber đưa subscribe đăng ký nhanh nhất thế giới. Có những ca sĩ, diễn viên, streamer phải mất nhiều năm mới có thể chạm tới con số 1 triệu subscribe. Riêng bà Tân chỉ cần 20 ngày. Bí quyết tạo nên thương hiệu bà Tân Vlog nằm ở chất lượng giọng địa phương mộc mạc, ngô nghê, những món ăn siêu toa khổng lồ đối nghịch với cân nặng 32kg, chiều cao 1m1 của bà. Cách bà nói chuyện cũng đủ chân thành khiến đối phương có thiện cảm, bật cười khanh khách suốt ngày. Bà Tân năm nay gần 60, nổi bánh trưng, có 2 người con trai. Chồng bà đã mất vì bệnh hiểm nghèo. Bà có 3 sào ruộng, 1 con lợn và mấy khóm ngô. Ba mẹ con chắt chiu làm lụng nên vừa cất được ngôi nhà 2 tầng. Từ ngày biết tới thằng cháu YouTube, cuộc đời bà Tân bước sang trang mới. Và đằng sau những clip triệu view của bà, không ai khác chính là thằng con trai điển trai Hưng Vlog. Hưng Vlog tên thật là Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1992, được biết đến là một YouTuber đình đám với lượng đăng ký kênh tính đến thời điểm hiện tại 1.200.000, thua kênh của bà Tân Vlog 100.000 subscribe. 2 năm trở lại đây, Hưng bắt đầu làm YouTube. Thời gian đầu, anh vừa làm game, vừa làm việc công ty. Sau đó anh tách ra và chú trọng phát triển kênh YouTube riêng của mình. Kênh YouTube của Hưng được tạo từ tháng 2 năm 2017, phải mất 2 năm để nhận được chiếc nút vàng danh giá.
Mình bỏ công ty vì mình thích tự do, thời gian không bị gò bó như trước. Những ngày đầu làm YouTube đương nhiên cực kỳ nản, người xem hầu như không có, nhưng nói chung vẫn cứ là đam mê, mình cố gắng mong kiếm được đền đáp xứng đáng. Những clip của Hưng Vlog phần lớn kể về cuộc sống thường nhật tại vùng thôn quê, những màn chôn mẹ, chôn người yêu khiến người xem dở khóc dở cười. Tuy được thực hiện một cách đơn giản nhưng những sản phẩm của Hưng đều đạt thành tích khủng trên YouTube. Một phần nhờ vẻ ngoài điển trai, khiếu hài hước của anh, mà khác tiếng cười mà Hưng đem lại được khán giả đánh giá là chất lượng. Phải kể đến clip như chủ tịch bán rau muống bị người yêu cũ sỉ nhục và cái kết 5,7 triệu view, đòi lấy vợ hơn mẹ 1 tuổi xem phản ứng của mẹ thế nào 2,6 triệu view, chủ tịch đi ăn bún đậu mắm tôm quên mang tiền và cái kết 2,2 triệu view. Trong 2 năm qua, Hưng xem YouTube là công việc, một đam mê thay vì công cụ kiếm tiền. Mình đã phải phấn đấu rất nhiều để có được thành tích như ngày hôm nay, dù biết là bấp bênh nhưng mình vẫn quyết tâm đi theo nó đến cùng, Hưng chia sẻ. Chính những clip chôn mẹ cùng kinh nghiệm 2 năm làm YouTube của Hưng đã tạo ra tiền đề lớn cho kênh Bà Tân Vlog sau này. Anh được dân mạng cho rằng là người đứng sau góp phần đưa Bà Tân Vlog trở thành hiện tượng mạng xã hội trong thời gian qua, chạm đến những con số trong mơ đối với bất kỳ YouTuber nào. Hưng đã ngỏ ý lập một kênh YouTube riêng cho mẹ để giúp bà có thể kiếm sống bằng chính đam mê nấu nướng thay vì vất vả làm đồng, xách vừa thuê. Và thế là chúng ta được chứng kiến một bà Tân nông dân vừa lên thành bà Tân Vlog chỉ trọn vẹn sau 3 tuần. Lúc đầu, mình chỉ làm mấy clip hài hước giải trí nhằm mục đích trêu mẹ, nhưng thấy mẹ già rồi, làm ruộng vất vả nên mình mới nghĩ ra ý tưởng rủ mẹ thử làm YouTube riêng, nếu phát triển được kênh ít nhất cũng đỡ hơn là đi xách vữa cho người ta. Từ đó những đĩa thức ăn siêu cay siêu to khổng lồ trừ danh của bà Tân ra đời. Những clip này gần như không có gì quá cao siêu. Nếu có là kích thước khổng lồ của những món ăn mà mỗi lần vào bếp, bà đều phải cúi người khệ nệ bưng bề. Có lẽ chính vì sự giản dị gần gũi không cần diễn quá nhiều của bà chính là luồng gió mới làm vlog hiện giờ. Và bản thân Hưng không ngờ chỉ sau một lời ngỏ ý với mẹ đã cho ra đời kênh YouTube thuộc hạng đua sắp nhanh nhất thế giới, đánh dấu sự trỗi dậy của thế hệ U50, U60 làm YouTube thành công ngoài sức tưởng tượng. Ngoài việc quay và dựng các clip cho mẹ, Hưng Vlog chính là người nghĩ ra ý tưởng, đồng thời anh cũng xuất hiện trong các clip vai trò là quần chúng chuyên ăn, những món ăn khổng lồ bà nấu. Từ lúc mẹ làm khổng lồ, mình ăn suốt ngày, Hưng hài hước nói. Để sản xuất mỗi clip siêu cay khổng lồ, cả mẹ và Hưng mất gần nửa ngày từ chuẩn bị nguyên liệu tới chế biến, quay phim. Nhiều lúc thực hiện món ăn không được thành công hay bà Tân diễn không được tự nhiên đều buộc phải quay lại từ đầu. Hầu hết chi phí hai mẹ con Hưng bỏ ra đều là tiền cá nhân. Trước đây mình cũng từng thực hiện những clip khổng lồ nhưng rất ít người xem. Mình thử gợi ý mẹ làm, không ngờ được nhiều người ủng hộ như thế. Có nhiều bạn nói do mình kéo mạnh quá nên kênh của mẹ mới phát triển nhanh khủng khiếp. Nhưng thực sự mình hỗ trợ là một phần, và còn lại nhờ vào nét duyên dáng của mẹ là chính. Nhiều người đồn đoán có thể mỗi tháng kênh bà Tân kiếm được những 12.000 đô la Mỹ, hơn cả đủ để bù lại khoản tiền đầu tư ban đầu. Nhưng Hưng đính chính hiện giờ kênh bà Tân Vlog chưa được bật chức năng kiếm tiền, và mục đích anh lập kênh riêng cho mẹ chỉ đơn thuần là để bà được vui, được làm những điều mình thích. Mình đọc một số bài viết bảo mẹ mình kiếm được rất nhiều tiền, nhưng thực tế kênh mẹ mình chưa được bật chức năng này và mẹ con mình chưa kiếm được đồng nào từ YouTube. Mình chỉ hy vọng sau này mẹ có thể kiếm được thêm chút thu nhập từ những clip nấu ăn. Một khi đã làm YouTube, bất cứ ai cũng phải chịu luồng bình luận hai chiều từ dư luận. Một số người cho rằng Hưng đang lợi dụng hình ảnh của mẹ để kiếm tiền, số khác chê bai nội dung nhảm nhí, vô bổ, không phù hợp với tiêu chuẩn của YouTube. Bản thân Hưng đã đọc tất cả các bình luận của cư dân mạng, tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng thay vì nhìn vào sự đánh giá của cộng đồng mạng, anh nhận ra thay đổi rõ rệt ở mẹ mình. Từ ngày có kênh YouTube riêng và được thỏa chí đam mê nấu ăn bất tận, bà Tân vui hơn trước rất nhiều. Ngày nào cũng có khách tới nhà chơi, xin chụp ảnh. Anh để mẹ vui trong niềm vui đơn giản mỗi ngày của mình là được đi chợ nấu những món ăn yêu thích, đón nhận sự hưởng ứng của các fan khổng lồ, siêu cay của bà. Lời đầu mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh của mẹ mình. Khi đọc được những bình luận chê bai mình cũng buồn, như là nội dung không thể tránh khỏi lời khen chê. Mình vẫn luôn đọc những ý kiến tiêu cực để rút kinh nghiệm, phấn đấu tạo ra nội dung hay và ý nghĩa. Mình rất sợ một ai đó nói xấu mẹ, người ta bảo mình lợi dụng hình ảnh của mẹ. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ vậy. Mẹ mình mà, mình chỉ mong làm clip để bà đỡ vất vả đồng áng, có nhiều thời gian với con cháu. Còn bản thân mình thấy sở trường nấu ăn của mẹ, đó là một loại đam mê, chẳng ảnh hưởng tới ai mà cũng không hoàn toàn là thứ gì nhảm nhí như các bạn nghĩ. Dự định sắp tới, Hưng cùng mẹ mang đĩa thức ăn khổng lồ tới tay những người nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn, cùng chia sẻ niềm vui với họ để kênh YouTube của mẹ có ý nghĩa hơn. Mình mong các bạn sẽ không dùng lời lẽ khó nghe để nói về mẹ mình, dẫu sao bà cũng lớn tuổi. Bạn nào yêu quý có thể tiếp tục đợi những clip tiếp theo của mẹ, còn không thay vì chế ảnh, chế clip, hãy xin ấn nút ngừng theo dõi.
Cuộc sống không cho chúng ta quyền lựa chọn 5 người 10 ý. Đương nhiên một mình hay thậm chí là cả 10 bà Tân cũng không thể làm vừa lòng tất cả. Dù sao thì câu chuyện bà lão nông dân U60 cùng cái đầu thiên tài của người con cả vẫn luôn có thể là niềm cảm hứng cho tất cả những ai có nhu cầu. Thực tế là chưa bao giờ quá muộn để bắt đầu một thử thách mới. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.